Hello guys, welcome back to my channel. The Final C All Star Grand Royale and Challenge Tournament. As Wallace and Miniminter. Hello anh em, chào mừng các bạn trở lại với lại Final của All Star. Đây là cái giải đấu dành cho các ngôi sao của CIL, ngôi sao của top ladder. Ngày hôm nay trận đấu cuối cùng đó là Wallace và Miniminter. Wallace, cái giải đấu CIL Final vừa rồi thực sự phải nói là anh ta đánh rất hay, đặc biệt là tuy nhiên thì cái team Pain thì một mình Wallace là không đủ, một mình những player kia cũng không đủ. Các bạn biết là chung kết CIL vừa rồi khi mà team Queso lên ngôi đánh với team SK, phải nói là team Queso rất hay. Đúng như mình dự đoán là team Queso nó thể hiện một bộ mặt cực kỳ là kinh khủng. Ok, và quay trở lại với lại final game ngày hôm nay, Wallace Miniminter. Trận đấu ngày đầu tiên, Miniminter anh ta sử dụng cái deck Bravejab với lại Poison, còn Wallace thì Royal Hawks có Royal Resumen. Cái deck này thì khá là khó cho Miniminter bởi vì là những cái quân của Wallace anh ta có thể thủ cú Bravejab cực kỳ tốt, và đặc biệt là khi mà cái deck nó công hai bên như thế này thì sự là Miniminter anh ta rất khó để có thể thủ. Mình nghĩ là Miniminter anh ta cần phải đẩy một cái Monster đập thấp hơn một chút, bởi vì là nếu mà đặt cao quá thì Fly Machine sẽ bắn vào trụ. Đấy, các bạn nhìn thấy không, Fly Machine bắn rất nhanh, và cái mục tiêu, cái việc mà đổi mục tiêu của Fly Machine cũng cực kỳ là kinh khủng. Với Pen Wallace đâu, Bravejab như thế này không đúng. Bravejab Fireball không hợp lý một chút nào. Khi mà kết hợp với lại Wave thì thông thường sẽ đi cùng với Poison. Tuy nhiên thì trong cái matchup này anh ta sử dụng Fireball là hợp lý, nhưng gần như các quân bài của Wallace anh ta đều có thể câu được Fireball. Vì vậy là GG, well play, rất khó để có thể thắng được cái matchup này. Khi mà đánh hai bên cộng với lại kết hợp Fireball như thế này thì rất là khó đánh. Fireball, Royal Hawk cũng có thể câu được Fireball, và Zappy, đặc biệt là Zappy câu được Fireball rất tốt. Nhưng mà trong cái matchup này thì đừng nên nhớ là hai bên Royal Machine mình tách ra và Fly Machine nữa. Và khi mà không sử dụng Fireball cho Fly Machine thì thực sự đó là một thảm họa. Đó là một thảm họa bởi vì Fly Machine bắn rất nhanh, và con Fly mình vẫn còn sống luôn. Bắn đúng vào con Royal Machine mình lao vào trụ rồi. Và cứ đánh hai bên như vậy thì gần như là Wallace anh ta đánh rất đơn giản. Gần như là trong cái deck của Miniminter anh ta không có một cái flash dam, chứ còn thẻ bài nào flash dam, vì vậy là rất là tiếc. Nếu mà trong cái matchup này mà Miniminter anh ta có một con Wizard chẳng hạn, Executioner chẳng hạn, hay là Baby Dragon hơi chậm, thì cần một con Wizard thay cho con Kanoka thôi, hoặc là thay cho con Mega Minion thôi. Sử dụng Fireball cho Flying Machine thì thực sự phải nói là cái matchup nó thay đổi toàn diện luôn, nó không khóa đánh như này nữa. Ok, game đầu tiên rồi. Tuy nhiên thì đừng, khi mà anh ta cũng tham công như thế này thì sự là anh ta bị dồn đến đây và công đam rất là lớn. Zappy thì đang đứng ở phía sau support Royal Hawk, Earthquake đẩy lên. Zappy vẫn còn đấy và chết con Archer rồi, ba con Royal Hawk đã lao một trụ rồi. Zappy sẽ xoay lại và một cái Royal Resumen đã Miniminter, GG của play rồi. Cho dù anh ta có công được cái sơn này sẽ kiếm được đam nữa thì bị gần như là cũng không thể thắng được. Bắt chắn này nó quá lộ diện rồi. Fireball, Zappy vẫn còn sống. Có cả support của con Royal Dively nữa. Rồi, hai con Royal Human lao vào trụ rồi. Rất tốt, good job. Game number 1. Wallace, win. Let's go, game number 2. Miniminter, Wallace, good luck to both player. Miner, Electro Spirit, bên này là Hero Spirit, Minion. Mình nghĩ ngay đến một cái deck đó là Sparky, bởi vì Sparky sẽ xuất hiện với lại Fisherman và Goblin Giant. Tuy nhiên thì kéo một con. What the hell, Fisherman? What the fuck? What are you doing, Fisherman? Are you kidding me? Giặc Fisherman lại ngu như vậy. Đúng là Fisherman. Một chàng cá. Một khởi đầu kỳ là tệ đến từ Wallace. Miniminter, Miner and Balloon. Nghĩ là deck Miner Balloon rồi. Tại vì mình nhớ ngay đến một cái deck đó là của Destroyer Tauron. It's the same. Bởi vì là phiên bản của Miner đấy là có các bạn IC này, IC Wizard này, Skeleton Dragon, Giant Skeleton, Baby Dragon, Tornado. Yeah, exactly. Tauron deck. Okay, GG, well played. And then Wallace, we give up. Sì, qui infatti torre. First tower. Prova le tre, eh. How to defend right now? Difesa, qui attesa. Không, con Hunter vẫn xử lý được. Tuy nhiên là rất nhiều dam. Buona difesa, attenzione perché potrebbe essere tower trade. Sự thả một con IC trong tuần này không hợp lý rồi, đổi trụ. Bruttissimo direi, đổi trụ. Khi mà Miniminter anh ta cố tham công, anh ta thả cả Baby Dragon, thả Mega, thả cả Balloon nữa thì thực sự anh ta đổi trụ luôn. Và đây là Balloon của Wallace. Let's go. How to defend right now? Tornado không được rồi. Tornado fail, anh giáp không? Có giáp không? Có giáp không? Có giáp. Đầu giáp. Cái cùng của Miniminter là gì đây? Tuy nhiên thì Hunter bắt được bại Miner rồi. Fireball che forse potrebbe venire più incontro a Qualacian control game này cực tốt. Mặc dù là anh ta đang bị bất lợi thế trong trận đầu. Hai bên đang có lợi thế hơn, hai bên đều có lợi thế khác nhau. Tuy nhiên thì Miniminter nếu mà Wallace anh ta control game này tốt, đặc biệt là anh ta thảm con Hunter bắn được Mile Miner và trúng vào Balloon nữa thì anh ta sẽ là hợp lý perfect game luôn. Tuy nhiên hãy rất cẩn thận khi mà cái con Balloon nó sẽ vào trụ vào bầu đều Tesla, không phải là bom sao rồi. Wallace per evitare l'arrivo della mongolfiera. Mongolfiera che non viene tirata. Đổi trụ ở đổi hướng luôn. Mega này lao vào trụ Tesla. Tuy nhiên hai cái Tesla nó giật như này thì con Mega bên này rất khó. Đừng quên là có Fish. No way. Có con Giant Skeleton. Fisherman làm việc rất tốt trong turn vừa rồi. Thì nó kéo lại con Giant Skeleton về phía bên này. Chứ không là nếu mà trong cái turn vừa rồi khi mà cái bán tính của con nhìn thấy cái thẻ bài của con Fisherman nó mất đi thì gần như nó là một cái thảm họa. Bây giờ là Balloon đi lên. Chúng ta sẽ có một cái Hunter sẽ bắt bài bằng. Không được. Cái mắt chắc này thì Wallace đang có lợi thế hơn bởi vì anh ta có Fireball. Anh ta có Fireball, anh ta có đam. Còn bên kia thì chỉ có Miner và Tornado thôi, rất khó. Liệu rằng là Wallace anh ta sẽ có thể ăn cái chiếc game này không? Cái Tesla rất là thông minh thì kéo được cái con Balloon về phía bên trụ với cái preset tower. Nó không vào cái king tower. Fisherman sẽ kéo con Giant Skeleton về phía trên. Hai con Giant Skeleton dồn một quân rất nhanh và đây là thời điểm mà Balloon đi lên. Hunter đâu, bắt bài của Hunter. Nguy hiểm quá, Hunter sẽ bắn vào con Balloon. Rất tốt. Tiếp tục là Balloon đẩy lên rất nhanh và đây là thời điểm mà Fireball. Fireball trong tuần này là không kịp rồi. Fisherman và đây là Hunter. Fireball kịp không, không được Miner. Đáng tiếc khi mà trong cái turn vừa rồi anh Miniminter anh ta đẩy quân rất nhanh. Congratulations, so close. Congratulations Miniminter, the last ball player in the game. Okay, let's go. Game number 3, set number final. Thì là matchup nice. The final. Game number 3. 1-1. Wallace 1 và Miniminter 1. Okay, Miniminter lock bait with Prince, Rascal and Wallace. Motor. It's motor. IC Thunderboy, Thunderboy yêu sinh được Zis Black. No, một giờ Webjab. Motor sẽ bắn vào trụ trong tờ này. Inferno Tower, Inferno Dragon. Tuy nhiên cái matchup này bất lợi thế cho Wallace bởi vì anh ta có mỗi Snowball không thôi. Làm con nào có thể ta có thể giết được đàn Rascal, đàn con Princess và Dark Goblin cùng một lúc đây. Phải rất cẩn thận. Tuy nhiên thì khi mà khởi đầu game cái matchup này anh ta có lợi thế bởi vì là anh ta có thêm một vài đa có lượng máu trụ chênh lệch. Một con Dark Hanukkah chặn được vào Prince rồi, cả Goblin Gang nữa. Rất tốt đến từ Wallace, phân phối các thẻ bài rất tốt. Đặt vị trí rất chuẩn nữa. Dark Goblin đẩy lên nhưng mà sẽ bị chặn bởi một con Nai hay là không, motor đặt hơi chậm. Rest, Mota bắn vào trụ rồi. Bây giờ thời điểm mà có cả tanh Snowball đẩy ra. Tuy nhiên thì hãy rất cẩn thận. Một cái lock đã chết đàn Dark Golden Spear rồi. Miniminter và Wallace, một người là đang bất lợi thế. Tuy nhiên thì lại control game này khá tốt. Tiếp tục Dark Goblin để lên Princess. Mình nghĩ là trong cái matchup này không nên không nên đẩy con Prince, thấy đó là đặt Rascal hợp lý hơn. Bởi vì là con Prince là con bị thẻ bài counter nhiều nhất. Phải spam bằng spam Rascal là hợp lý hơn. Spam Rascal và Dark Goblin. Đặc biệt là Rascal Boy sẽ làm tầm tanh trong mấy con kia. Bây giờ thời điểm nó chạy đi. Đúng rồi, hợp lý. Và đây là Princess. Thôi đấy, Poison trong tuần này lỗi rồi. Liệu rằng là Miniminter Wallace sẽ có ăn được game này không? Anh ta muốn là sử dụng Poison để giết được con Princess, tuy nhiên thì làm thế nào để defend trong tuần này? Princess, how to defend đây? Con này mà sắp tầm xuống rồi, liệu rằng nó giết được con Princess không? Hợp lý. Snowball không kịp. Rất nhiều đam đến từ Goblin Barrels và một cái lock nữa. Motor đẩy lên. Sẽ có đàn Rascal đây rồi. Đặt Rascal fail kinh khủng. Có lẽ phải tách nó ra chứ. Đặt như vậy là một cái con Motor nó bắn vào hai con Rascal Ball nữ ở đâu nữa. Tuy nhiên đây là một matchup khó cho Wallace bởi vì anh ta chỉ có Snowball không thôi. Mà Snowball không thì rất khó đi defend, vừa cả Dark Goblin để Princess lại còn Rascal lại Goblin Barrel nữa. Một phút cuối cùng. Rất là còn Dark Goblin bắn cực đau, Princess cũng nằm xuống rồi và đây là thời điểm mà Wavejab không. Chưa có tanh rồi, không kịp. Motor bắn vào trụ. Chúng ta sẽ có 2 hit Motor không? Không, chỉ có 1 hit thôi. Snowball. Tuy nhiên đây là một thời điểm mà Rocket đây rồi. GG, well played, Rocket time. Oh my god is Miniminter su Wallace 1. Let's go. Game number 4. Miniminter Wallace. Questa è la nuova il gigante elettrico. Miniminter đang đánh Royal Giant, còn Wallace thì mình nghĩ ngay đến mục đích đó là rất là xa đầu đấy. Royal, yeah, Electro Giant Lightning and how to defend Skeleton, Electro Wizard. Đổi trụ trong tuần này không? IC Wizard. Sử dụng một con rồi đổi trụ rồi. Đấy là thời điểm mà Giants con Fisherman làm việc rất là tốt. Tuy nhiên thì chúng ta có rất nhiều đam đến từ con Baby Dragon và cái Intel nó cũng không bắn vào con Baby Dragon nữa cơ. Mà thực sự là phải nói là rất khó để có thể thả một con Hunter để defend Electro Giant được, bởi vì là chỉ cần một hit của con Hunter thôi thì con nó cũng bay màu luôn. Mà các bạn biết là Hunter mà đặt xa thì là không hợp lý, mà chỉ đặt gần thì là chết luôn. Dark Prince cụt chết con Baby, con Fisherman đi. Đây là một matchup khó cho Miniminter, bởi vì là khi mà Wallace anh ta ăn được cái trụ bên này và đánh ngược hướng hoặc là đánh cùng hướng chẳng hạn, thường thì Wallace anh ta sẽ đánh cùng hướng thì anh ta sẽ có thể ăn được game này. Các bạn đừng quên là Miniminter anh ta đang dẫn với tỷ số 2-1 và đây là battle 3 trận 3. Il fatto è che ormai è andata, signori. Qui adesso di nuovo le Wiz, qui se ne prende 3. Se ne prende 3. Miniminter, signori. 3-0 secco e Miniminter a questo punto fa paura. Miniminter fa paura, ragazzi. Perché vince il primo BO5, adesso deve vincerne un altro per decretarsi campione. Miniminter win. Thắng rồi. Sao nhỉ? Ok, let's go round 2. Đây là cái vòng đấu thứ 2 của cái final. Các bạn hình như là mình không rõ lắm được cái vòng đấu của cái này. Tuy nhiên hình như là phải là ông Wallace này nằm ở trên nhánh thắng và Miniminter nằm ở nhánh thua. Vì vậy là nhánh thua, nếu mà muốn thắng hợp ở chung kết mà muốn gặp nhánh thắng thì anh ta phải thắng với tỷ số 2-0. Còn Wallace anh ta thì cần thắng với tỷ số 2-1 nếu mình nhớ không nhầm. Ok, đây là game number 4. Miniminter, Royal Electro Giant, Lightning, con Wallace, Earthquake. No, aspetta, potrebbe arrivare. Midero? Wallace. No, bravo. Earthquake, mình nghĩ đây là Royal Giant rồi. Wallace. Non mi ricordo se è stato pure Midero o Wallace. Dù bàn chân anh lắm, sao trắng rời, đợi em vui tay ấy xong bên anh. In real final one to see. Bon Tower sẽ là thể bài hợp lý để defend fan Electro Giant và Baby Dragon nữa. Con Nine nó sẽ chặn ở phía này rất tốt, bởi vì là những con như Bomb Tower hay là Baby Dragon thì tầm bắn nó xa hơn so với cái tầm ảnh hưởng của con Electro Giant. Như vậy là thì thỏa defense rất là hợp lý. Và Earthquake không, trong tuần này thì không cần phải Earthquake được. Tiếp tục cycle ra một con IC Wizard mà là bóng đá. Hợp lý. Bomb Tower tiếp tục là đồng phòng Tornado fail. Tornado được đấy, Baby Dragon đã bắn qua trụ bắn lại đi. Bây giờ thời điểm mà... Đây là thời điểm mà con Royal Giant đấy lên và... Nhưng đi mai trở anh ta chỉ còn có một con IC Wizard và Earth... Có Earthquake đây rồi. Có thêm một hit đến từ Royal Giant, một hit, hoàn hit. Tornado trong tuần này là fail rồi, anh ta đã bị bắt bài khi mà đặt con... Khi mà bên Wallace anh ta sử dụng một cái con nai đập rất là cao. Lightning ở trong trận này là không hợp lý nữa, không đủ eli để dùng cho một hit từ Royal Giant rồi. Và đây thời điểm chơi Miniminter, anh ta chơi Fasting, anh ta Baby sử dụng Tornado trong trận này hợp lý, bởi vì là fast last dam của con Dark Prince hợp lý. Có 2 phút nữa. Tuy nhiên thì cái việc mình nghĩ là Miniminter anh ta đánh flash cái nấy kiểu flashing như này cũng hợp lý thôi, bởi vì nếu mà đặt một Electro Giant thì nó sẽ bị counter bởi hai con Baby Dragon và con Bomb Tower. Thì như cũng như vậy là tốn eli. Nhưng Miniminter anh ta sẽ có một cái bài đó là sử dụng Electro Giant và cộng với Lightning hợp lý. Graphene này lên, anh ta chưa vội gì để sử dụng Lightning ở trong turn này. Cứ từ mà đẩy lên thôi, Earthquake sẽ không ảnh hưởng gì. Bomb Tower ném cả Darkfin và Electro Giant. Lightning! Con này chặn được rồi, rất tốt và kéo Tornado. Good job! Ma permette di prendere tempo. a Miniminter. Miniminter che sta cercando di prendere la concentrazione. Stessa cosa per Wallace. Một phút cuối cùng, last minute. Manca un minuto alla fine, signori. Manca con i gol di fulmine. Last minute. Ma anche i gol di terremoto. Quello è peggio il terremoto perché è più veloce. Đây là thời điểm mà quay Wallace anh ta chỉ spam không cho qua cầu. Lightning. Và đây là Tornado để dùng vào con bom sao ở rất khó chịu đến từ Wallace. Còn Electro Giant đã vào được trụ rồi và có một hit. Liệu rằng có thủ được trong trận này không? Mamma mia. No, mancano 20 secondi. Royal Giant đẩy lên, chúng ta có phải hit vào đi. Royal Giant không, Baby Tornado trong trận này rồi. Earthquake. Tiếp tục là Earthquake không, 10 giây cuối cùng. Earthquake không, sẽ cần một hit từ Royal Giant nữa. Lightning. Niente da fare. Guarda, ti concedo questa parolaccia. Te la concedo. Ah, Miniminter. Te la concedo. Non mi importa niente. Ok. Okay, the last finals, last game. We'll see. Miniminter, game number 3, round 2. And game number 5, round 2. Sorry. Arrows, Electros. Electro Spirit, Archer, Arrows, Miniminter, Dark Prince. Mình không nghĩ là Miniminter sẽ sử dụng lại cái deck Electro Giant deck again. Không nghĩ là như vậy. Liệu rằng là bên Wallace ta có bắt bài được không? Baby Dragon đẩy lên rồi. Bên này có Inferno Dragon. Inferno Dragon sẽ là chọn hợp lý, bởi vì Inferno Dragon nó cái tầm rộng của nó rộng hơn so với lại cái so với tầm ảnh hưởng của Electro Giant, và hơn nữa là có Royal Machine ở đây rồi. Liệu rằng là Wallace anh ta có thể ăn được cái game này có thể không? Đây là final rồi, đây là chung kết rồi. Là có cả bom Balloon đây rồi. Balloon đẩy lên. Balloon đẩy lên mà sẽ tạo được cái trụ này thôi. Tornado, nhưng mà Tornado fail rồi. Tornado fail. Fisherman sẽ kéo con Electro Giant vào. GG and well played to Madame is away baby. Oh my god. 340 SP. Non l'ho azzeccato, direi. Dov'è Kiff adesso? 340. Dov'è Kiff? Congratulations, Wallace. My Miniminter, big mistake. Oh, yeah, Wallace, he's smiling. Vede sfumare quegli altri $8.000. Saranno solo 7.000 per Miniminter, per così dire, solo 7.000. GG, well played. Congratulations Wallace, congratulations champion Wallace. Anche se moderatamente. Yeah, take a bow. Good job.